Xin chào các bác nha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác những cái kỹ thuật cơ bản về chà toilet. Đó, có lẽ cái việc chà toilet là một cái công việc khá thường xuyên của đấng mày râu chúng ta rồi. Tuy nhiên nhiều bác chưa nắm rõ kỹ thuật, thành ra khi chúng ta chà nó dẫn đến những cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng và về cả thể xác lẫn tinh thần. Nên hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị là một cái cọ chà và một ít dung dịch để chà toilet. Đó. Dung dịch này thì các bác lấy cái gì? Có thể lấy nước lau sàn hoặc là xả bông tắm nhẹ nhàng cũng được. Chúng ta hạn chế sử dụng những cái chất tẩy mà có độ tẩy cao á, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến lớp men. Rồi cọ chà toilet thì chúng ta cũng không nên lấy cái này, cái nồi chén này chúng ta chà nhé các bác, có dẫn đến xước men hết. Nó đặc biệt là không được dùng bàn chải đánh răng chà luôn nha, tại vì nó có nguy cơ nó rớt vào trong cái lỗ và nó gây tắc bồn cầu. Thì cái thao tác đầu tiên là chúng ta sẽ đổ cái nước chà toilet vào. Đây là sử dụng nước lau sàn nha. Và chúng ta chà nhẹ nhàng bằng cái cây chà toilet. Đó, chúng ta chà nhẹ nhàng thôi. Chà nó lên bọt thì thôi. Đó, trường hợp với những cái vết tẩy mà nó quá cứng, đó, chúng ta có thể sử dụng nước sôi. Đó, chúng ta đổ vô và đợi khoảng tầm 5-10 phút để nó bong lên rồi chúng ta bắt đầu chà. Đó, chúc các bác thành công nha.